Video trước thì mình đã tạo các router cho phần giỏ hàng. Video này thì mình sẽ tiến hành đi xử lý. Đầu tiên là mình sẽ xử lý cái phần thêm mới. Đây. Ở đây thì đầu tiên tham số đầu vào của nó sẽ là một cái ID. Mình sẽ comment luôn cốt lại nhé. Thêm giỏ hàng. Mọi người thông cảm là như ở quê đang ở tế họ nên là nhà mình gần nhà thờ nên là có tiếng trống hơi vọng vào thì mọi người thông cảm cho mình một chút. Đây, đầu tiên là để thêm mới thì mình sẽ dùng cái hàm này. Mọi người nhìn này. Đầu tiên là mình sẽ dùng thằng này trước. Mình thêm test nhá. Sau đó thì mình sẽ return này. Delete back. Đây, mình sẽ dùng thằng này này. Mọi người để ý, đầu tiên là mình sẽ phải lấy product đã. Bằng product pin ID. Đấy. Đây, mình sẽ yêu cái model của nó vào. Sau đó thì ở đây nếu mà tồn tại if nếu mà không tồn tại thằng product thì mình sẽ return về trang chủ. Nếu mà không tồn tại thằng product này thì mình sẽ return về cái trang get2 đi. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ return về trang chủ nếu không tồn tại. Tiếp theo là nó mà tồn tại rồi thì mình sẽ add theo cái key mà ở trong cái doc của nó hướng dẫn. Thì đây các bạn, đây mình sẽ enter xuống nhìn nó rõ. Đấy. Đầu tiên là nó sẽ có những cái thông số là ID thằng này là cái mạ. Chúng ta à không, đây ID của sản phẩm. Đây mình sẽ add là product ID này. Product ID này. Đấy, name thì cũng là product name này. Product này. Pro name này. Đấy, quality mặc định là 1 này. Đấy, mình sẽ enter xuống để nhìn nó rõ này. Số lượng cũng là 1 này, mình sẽ có số lượng là 1 này. Cái giá thì ở đây là giá này, là product price. Đấy. Còn hai cái tham số này mình bỏ. Và cái option này có nghĩa là gì? Đầu tiên ấy, ví dụ như mình muốn hiển thị ở khi mà mình mua giỏ mua hàng. Đây mình ví dụ như trang này nhá. Trang nào mình đang còn nhỉ? Mình đã up lên. Trang này không. Ví dụ như là giá dụng. Đợi mình chút, mình sẽ ví dụ như ở đây là vì sao mình sẽ có thêm một cái action này. Sẽ chậm nhỉ. Đây. Ví dụ như ở cái này nhá. Mình thử kích vào một cái gì đấy đi. Rồi main. Kích vào đây. Mạng yếu. Mua ngay này. Đấy, thì nó hiển thị cái ảnh này. Thì là gì? Cái ảnh này mình không thể lấy quay lại quay đi lại trực tiếp một lần nữa trong DB được. Bởi sao thì nó rất chật rất nặng nên mình sẽ lưu luôn cái link ảnh, bởi vì link ảnh ở đây ở trong cái những cái tham số này nó chỉ cho mình nhận những cái tham số mà nó đã có hình. Còn mình muốn nhận thêm những cái tham số ấy thì mình sẽ phải thêm vào phần option này. Thì nó có một cái phần mở rộng ở phần option như này. Thì ở đây mình sẽ thêm gì? Mình sẽ có những cái là ví dụ như ra lên là bao nhiêu phần trăm này. Đấy. Đấy product này. Prosale. Để mình tính cái giảm giá lúc mà thời điểm họ mua mà. Image này. Mình sẽ có một cái image nữa, bởi vì sao? Bởi vì để hiển thị ra này để tránh việc query ấy. Mình sẽ có một cái image. Đây là pro avatar. Đấy. Và tạm thời mình chỉ cần như vậy thôi. Và sau đó mình sẽ redirect back. Tức là mình sẽ redirect về cái trang mà mình vừa thêm ấy, về chính cái trang này này. Những cái phần thông báo thì mình sẽ làm sau. Đây các bạn, đây yêu à, cái này mình chưa chơi nó vào, không mọi người có thể sửa đợi được. Ok. Unify widget.
Từ từ để mình xem nó báo cái get này là cái gì, sao nó không unify get này. Cái nặng một cái intention là một phần bổ sung nó từ cái mô hình get item. Được rồi, mình sẽ add thằng này ở một cái dạng none. Bởi vì không biết là cái thằng này là sao nó lại add vào đây. Mình cứ add nó vào bình thường thôi, nhưng mà mình sẽ không dùng nó. Là được. Đấy. Có lên xin vui lòng. À, này nó vẫn không được none, nó sẽ bắt nhập vào cái giá trị nào đấy. Đấy. Vậy là đã thêm thành công. Ở đây thì mình sẽ hiển thị ra, biết thành công không ạ? Mình sẽ hiển thị cái số lượng ở giao hàng tên này. Mình sẽ tìm một cái phương thức là total của nó. Đây, mình sẽ tỏ vào total này. Mình sẽ vào cái file layout, file header này, component header này. Đây, giao hàng đây, mình sẽ tìm này. Giỏ hàng à, total là tổng tiền cao nhầm. Đây mình sẽ có một cái hàm cao này, đấy. Vậy mình đã có một sản phẩm. Tiếp tục hai sản phẩm, ba sản phẩm. Ở đây hiện tại nó đang cao sản phẩm theo cái tổng cái quantity đấy trong cái phần giỏ hàng. Còn mọi người có thể làm kiểu khác cũng được, có thể tùy chỉnh để mình xem thử trong này nó có cho tùy chỉnh cái đấy không. Bởi vì nó có một cái hàm cao thì cao thôi. Đấy, tạm thời như thế đã, để mình xem thử ngoài cái thằng git này còn thằng nào không. Thì ở video này mình sẽ dừng lại tại đây, mình sẽ dừng lại ở cái phần là thêm vào giỏ hàng. Ở video sau thì mình sẽ hiển thị cái danh sách giỏ hàng.